người đàn ông này đang cầm một đĩa phim ghi hình do kẻ đã hãm hại anh để lại, trong đó ghi lại cảnh anh bị hắn đầu độc như thế nào. Trong cuốn băng là Vorona, một đồng nghiệp của anh. Nhưng hắn đã chơi đều anh bằng cách tiêm vào anh một thứ chất độc của bọn Trung Quốc. Anh chạy thật nhanh ra chỗ chiếc xe của mình, dùng kỹ năng đá vỉa, lạng lách, đánh võng. Anh hói tới gặp một băng đảng da đen và cầm súng chĩa thẳng vào tên cầm đầu. Anh ép hắn đi vào trong để nói chuyện. Ngay lập tức cả đám đàn em của hắn lao vào, cầm súng dí vào đầu anh hói. Nhưng tầm này thì anh cũng méo sợ bố con thằng nào cả. Trên đường đi, anh đã liên lạc được với lão bác sĩ. Nhưng ở phía sau thì cảnh sát đang đuổi theo vì anh lái xe quá tốc độ cho phép. Anh bảo rằng mình bị thằng Vorona chơi xấu và yêu cầu ông ta xử lý. Nhưng hắn ta không đồng ý vì hắn cũng muốn tiêm thuốc vào người anh. Bị từ chối yêu cầu, anh hói rất tức giận muốn đấm thẳng vào mặt hắn. Mày làm chủ tao hơi lâu rồi đấy. Nhưng xung quanh ông trùm có rất nhiều đàn em nên anh hói cũng không dám manh động. Ông bác sĩ gọi cho anh và bảo cơ thể anh cần một chất gọi là adrenaline. Trong bệnh viện sẽ có loại này và anh cần phải đến đó lấy. Anh nhớ ra lời bác sĩ và tìm tới bệnh viện để hỏi thuốc. Nhưng y tá lại không bán thuốc cho anh. Rất may người chơi hệ đá lâu năm đã nhắc cho anh, chất đó cũng có trong thuốc xịt mũi. Anh liền lấy luôn mấy hộp rồi vừa đi vừa xịt liên tục. Bác sĩ gọi cho anh và nói rằng ông ấy sẽ đến gặp anh trong 20 phút nữa. Ông cũng nói thêm, tác dụng phụ của thuốc sẽ làm cây rùi cui thịt của anh lúc nào cũng trong trạng thái chiến đấu. Anh hói đến địa điểm đã hẹn rồi trèo lên mái nhà. Anh di chuyển nhẹ nhàng và chĩa súng vào một tên ở trên. Không nói nhiều, anh bê hắn lên và ném luôn xuống dưới. Tôi đã cố gắng hết sức, bệnh của anh rất nan giải. Chỉ sống được vài ngày nữa thôi. Không còn gì để mất, anh gọi điện cho thằng Vorona và hẹn hắn tới một tòa nhà để giải quyết. Anh sẽ đổi sợi dây chuyền kỳ vật của thằng anh Vorona lấy thuốc giả. Hắn ta đồng ý ngay. Thằng Vorona còn tưởng anh đùa lên cười nói rất khoái chí. Anh bất ngờ chỉ tay về một thằng lính. Bùm, thằng đó ăn một viên kẹo giữa trán chết tại chỗ. Không phải anh bắn mà là người của hội Tam Hoàng bắn. Anh đã tha chết cho Don Kim nên ông ta đến để hỗ trợ anh. Vorona và Carlos tưởng ông ta đã chết nên thấy rất bất ngờ. Anh hói đuổi theo và tìm được Carlos. Hắn vừa lên máy bay thì anh túm được và dí súng vào người hắn. Bất ngờ Vorona đằng sau tiêm thuốc độc vào người anh. Anh liền ngã khuỵu xuống. Anh hói lúc này mơ màng, đầu quay còn hơn cánh quạt máy bay. Anh tóm được Vorona và đánh rơi được súng của hắn. Sau đó tái hiện cú húc đầu công của Zidane trong trận chung kết thế giới 2006. Máy bay di chuyển lên cao, anh hói bám vào Vorona rồi cả hai rơi xuống dưới. Nhưng vì là nhân vật chính và có thần đá hộ thể nên anh không chết. Phần 2 anh hói lại tiếp tục quyện nhau với Ivor.